tôi sẽ đi qua những năm tháng học trò, đó sẽ là hoài niệm và những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời. Mỗi lần vô tình thấy cánh phượng rơi, lòng ta lại thật nao nao nhớ về khoảnh khắc cuối cùng chia xa của một thời áo trắng. Nhớ gốc phượng nơi sân trường đỏ rực buổi hè sang, nhớ ánh mắt, nhớ giọng cười, tiếng nói của bạn, của thầy. Và liệu có khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc người học trò trở lại tìm bóng dáng người thầy năm xưa trong dòng hoài niệm, nắn nót viết lên tên thầy trên trái tim như một lời tạ ơn chân thành, gửi về thầy nỗi nhớ, gửi về thầy sự tri ân để thầy hiểu rằng thầy mãi luôn ở trong trái tim em. Liên khúc tháng năm không trở lại và lá thư gửi thầy sẽ được gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em qua phần trình bày của bạn Phương Anh cùng tốt 10.